Ngày 5 tháng 6, Tòa án Nhân dân tỉnh đã tổ chức xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên mức án cao nhất là tử hình đối với Sùng A Sánh, sinh năm 1980, ở xã Hoàng Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, với tội danh mua bán trái phép chất ma túy. Ngày 31 tháng 12 năm 2018, Bộ Công an phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Hòa Bình, Hưng Yên có phát hiện một số đối tượng trên xe ô tô đang lưu hành tại địa phận xã Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào có liên quan đến việc mua bán trái phép chất ma túy. Và trong quá trình điều tra, các đối tượng trong vụ án xác định nguồn gốc số ma túy mua được là của Sùng A Sánh. Ngày 23 tháng 5 năm 2019, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can nhưng Sánh bỏ trốn. Ngày 7 tháng 11 năm 2019, Sánh bị bắt theo quyết định truy nã. Trong quá trình xét hỏi, bị cáo Sánh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình là mua bán 50 bánh heroin có tổng khối lượng 17.660,5 gram và 2.954,1 gram methamphetamine. Căn cứ quy định của pháp luật, tòa tuyên phạt mức án cao nhất là tử hình đối với Sùng A Sánh.